rồi mùa này thì trời mưa, cái đoạn mưa đó thì chắc ngày bán được có 40 không? Không có luôn. Không có luôn. Mưa là chịu chết. Dạ, yeah, mưa là mưa thì mình sẽ vô đâu mình đục mưa. À, chạy vô nhà người ta nè. Dạ. Phú Yên. Rồi sáng giờ bán được không? Đi bán chậm quá, lạnh bán chậm á. Dạ, thôi bây giờ như thế này. Chị đi vô cái này nè, có một cái cô nữa, em vô hỏi chuyện một chút. Rồi sáng giờ đi mấy con đường rồi, cô còn vé số không? Còn. Còn bao nhiêu? Còn chắc cũng được 200 á. Dạ. Chắc cũng được còn 200. 200 tờ. 200 tờ. Ô. Bán hồi sáng giờ có mấy chục à. Dạ. Lạnh cả 200 vừa á. Dạ. Sáng giờ có bán mấy chục hả? Bán mấy chục. Dạ. Rồi bán cô bán cái số lâu chưa? Mới vô bán đây. Dạ. Cô cũng ở Phú Yên luôn. Ở Phú Yên. Dạ. Rồi sáng nay cô lượm được nhiêu rồi? Này ít quá. Ít là nhiêu? Mấy cái à? Mấy cái là bán được 10.000 à cùng. Đâu cô được cái gì đâu cô? Lon chai. Dạ. Sáng nay thì không có. Dạ. Lon cái chai à. Đó. Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Sáng nay Phương quay lại biển Ba Làng. Chương trình sáng nay Phương đi đó là đi ra Lương Sơn. Phương quay cho một cái cô khán giả nhớ lại cái lò gạch. Nhưng mà Phương đang đi nửa đường đó thì trời lại muốn mưa nữa. Thành ra Phương không đi được ha. Rồi sẵn đây thì Phương cũng quay lại biển Ba Làng, quay cho khán giả xem cập nhật thời tiết. Hôm nay là ngày 27 tháng 12 rồi. Hôm qua thì trời đẹp, hôm nay thì trời lại âm u, có vài nơi lại mưa phùn. Ở ngoài kia có một người cũng lướt sóng nè, Phương đi ra, Phương sóng ngoài kia thì nó lớn hơn. Điện thoại Phương không rung được xe ha. Phương rung lại coi ha. Nó nghe ngọn sóng gió lớn, nghe cái ngọn sóng lớn đó. Phương sẽ đi vô đoạn này thì nếu mà có những hoàn cảnh đó thì Phương sẽ trích ra tiền của cái chú không quân. Phía bên này thấy một cái chú bán vé số nè. Phương hỏi chú ha. Chú thì hay ngồi đây lắm. Chào chú. Sáng giờ bán được không? Bán tạm. Bây giờ. Bán tạm là bán được bao nhiêu chú? Bình thường ngày bán khoảng từ vài 30 tờ à. Vài chục tờ là 50 tờ không? Không tới nữa. Là khoảng nhiêu? Khoảng 30. 30, cái ngày em có 30.000 hả? 30.000 bèo lắm cũng phải là 50-60 chứ, 30 rồi đâu, kiếm 30 là ngàn là ăn uống là còn dư lại 30 á. À, ăn uống rồi. Nếu mà ăn uống thì chắc là buổi sáng bán 70.000 chứ mấy hả? Lời khoảng 70.000 thôi. Rồi mùa này thì trời mưa, cái đoạn mưa đó thì chắc ngày bán được có 40 không? Không có luôn. Không có luôn. Mưa là chịu chết. Dạ, mưa là mưa thì mình sẽ vô đâu mình đục mưa. À, chạy vô nhà người ta nè. Dạ. Chạy qua phía bên kia. Phương hay đi lối này lắm, gặp cái chú này thì hay ngồi đây. Chú thì chắc nhà cũng gần đây ha chú? Nhà hoàng sợn lận. Hoàng sợn luôn. Hoàng sợn, vậy là ngày trước là chú ở xóm Cồn, xóm Bóng gì đúng không đúng chú? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Xóm Cồn. Xóm Bóng. À, xóm Bóng. Xóm Bóng ở chỗ đoạn nào chú? Chỗ ngay bây giờ là cái bờ kè trên chỗ đó, bắt bè đi xuống để phải á. Sắp bà đi xuống vèo phải. Ừ. Là đi tới chợ chưa hay là tới chưa trên này dạ dạ. Gần xét cầu. Dạ. Gần dạ. Xét cầu Bóng. Dạ biết rồi. Cái hẻm gì đó? Hẻm lớn hay hẻm nhỏ? Hẻm lớn. À hẻm lớn. À, dạ vậy con biết rồi. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
gần sáu mươi gần 60 rồi, kêu anh đi ha. Rồi bà xã anh đó thì là cũng bán vé số luôn hả? Đâu, bà xã mất lâu rồi. Mất lâu rồi. Rồi con cái, rồi con nó có vợ nó đi hết, là nó không có ở nhà, còn mình thôi. Rồi mình phải mưu sinh bán vé số. Rồi có đứa nào nó đỡ đỡ không? Không. Dạ. Đứa nào cũng khổ hết. Coi như đứa nào có một đứa một rồi nó khổ, nó bỏ nó đi luôn rồi. Dạ. Đi rồi có biết nó làm gì không? Không biết luôn. Không biết luôn. Rồi có liên lạc gì với anh không? Không. Không luôn. Coi như là không biết ra sao luôn. Anh không biết nó nên nó không biết anh luôn. Rồi lâu chưa? Lâu rồi. Chắc em đây, đây em đó cũng là bao nhiêu tuổi rồi? Nó năm nay nó sinh năm 94 á. Dạ, năm 94. Dạ. Năm nay nó gần 30 ba mấy tuổi. Dạ. Mất liên lạc lâu chưa? Lâu không rồi. Lâu rồi. Lúc mà nó có vợ không biết tới giờ. Lúc mà có vợ thì anh phải biết nó là có vợ là nó ở cái vùng nào chứ? Có biết nhưng mà không liên lạc, nó không bắt máy. Không bắt máy. Cũng số điện thoại đó mà không bắt máy. Không đổ chuông luôn, có đổ chuông mà không bắt máy. Gọi liên tục mà không. Thành tử gì buồn không, mình ở nhà là cứ đi sáng đi bán là chiều về, sáng đi bán chiều về. Nhà mình là ở trên núi, Hòn Sợ là trên núi hay là? Đâu, ở dưới bằng. À, dưới bằng, cũng đỡ ha. Cũng có cái dốc, nhưng mà dốc xe này lên thì nó hơi cực chút. Dạ. Cũng đỡ, chứ mà lên cao cao là... Lên không nổi á. Dạ. Rồi anh có tật là bẩm sinh hay là như thế nào? Bẩm sinh à. Bẩm sinh. Dạ, bẩm sinh. Rồi xe lăn này còn chạy được không? Vẫn còn sử dụng được, nhưng mà đi đường nó cũ quá là mới, nó gãy vừa rồi, nó gãy xong rồi hàng lại nè. Dạ, hàng lại. Để em đăng lên đó, nếu mà khán giả nào đó muốn giúp anh cái xe lăn mới thì em nói vậy thôi nha. Rồi rồi. Cho em không hứa gì nha anh. Rồi. Dạ. Rồi xe này nó nặng lắm hả anh? Nặng lắm. Dạ. Rồi sửa nhiều tiền không? Bữa trước hàng lại là hết gần 200 á. Gần 200. Xe cũng cũ rồi. Cũ rồi. Dạ. Xe này là từ thiện người ta cho anh đó hả? Ông, của cái ông công an về hưu ông cho. Dạ. Dạ. Cho anh ha. Rồi mấy năm rồi? Gần xe này nếu mà tính ra cũng gần 4-5 năm rồi á. 4-5 năm rồi. Xe cũng cũ rồi ha. Thế bây giờ Phương sẽ lấy tiền của cái chú Hồng Quân. Chú bán vé số ở đây là bán cái chỗ này suốt á, đi ngang qua là thấy thôi. Đi ngang qua là thấy thôi. Dạ. Rồi Phương gửi cho anh 200. Rồi anh bán rồi anh về là anh đi chợ luôn hả? Không có, không có ăn cơm ở nhà. Rồi đụng đâu ăn nấy hả? Đụng đâu ăn nấy à. Dạ. Rồi ai có cho cơm từ thiện thì lấy. Dạ. Mà không có thì không có thì thôi. Dạ. Rồi ai từ thiện là cứ thứ gì cũng lấy hết á. Dạ. Một gói mì cũng nhận, mà nửa gói mì cũng nhận. Dạ. Hay là một cái bắp liền cũng nhận hết á. Dạ. Không có chê, tự nhiên ta có lòng mình có cái bụng thôi. Dạ. Thế là mình không có chê người ta được. Dạ. Vậy bây giờ anh như thế này rồi cũng tranh thủ thời gian mà đã bán đó. Dạ. Đâu có còn thời gian đâu nữa mà đi chợ. Thì có gì thì ăn ở nấy ha, cũng một mình. Đây là của cái chú Không Quân đó, gửi cho anh ha. 200 ha. Đó, anh cần gì đó anh ăn nha. Rồi cảm ơn. Dạ. Anh. Rồi cảm ơn. Bên này thấy một cái chị nữa. Rồi, cảm ơn. Anh tên gì, anh nhắc lại tên gì? Em tên là tên trong giấy khai sinh, giấy căn cước là tên Lợi. Dạ, tên Lợi. Ông tên hồi sớm hay gọi đó là tên Thọ. Tên Thọ. Ở sân bóng ha. Ở sân bóng. Dạ, rồi em chào anh Thọ nha. Rồi chào anh. Bên này Phương thấy chị bán vé số hả? Dạ. Chị ở Phú Yên hả? Phú Yên. Rồi sáng giờ bán được không? Bán chậm quá, lạnh bán chậm á. Dạ thôi bây giờ như thế này, chị đi vô cái này nè, có một cái cô nữa, em vô hỏi chuyện một chút. Bên này có một cô này, chắc là Phương nghĩ là cô đi bán dạo sáng giờ mỏi ngồi đây.
trời thời tiết có lúc có mưa, các cô vé số thì cũng bán không ít được. Chị ơi, chị dắt cái xe gần gần đây chút xíu đi, đỡ mất á. Nói chuyện hồi quên mất là mất công nữa. Cô, sao giờ này mới ăn được cô? Ăn trưa luôn á hả? Dạ. Dạ. Thôi rồi ngồi chút nha. Thì ngồi chút nha. Rồi cô. Rồi sáng giờ đi mấy con đường rồi cô, còn vé số không? Còn. Còn bao nhiêu? Còn chắc cũng được 200 đó. Dạ. Chắc cũng được còn 200. 200 tờ. 200 tờ. Ô. Bán hồi sáng giờ có mấy chục à? Dạ. Lệnh cả 200 rưỡi á. Dạ. Sáng giờ có bán mấy chục hả? À? Bán mấy chục. Dạ. Rồi cô bán vé số lâu chưa? Mới vô bán đây. Dạ. Cô cũng ở Phú Yên luôn. Ở Phú Yên. Dạ. Còn bên này là cũng chị này cũng Phú Yên luôn. Khác xã. Dạ. Mà nó khác xã. À, bữa trước là gặp chị rồi hả? Ừ. Nhớ không? Ừ. Đúng không? Ừ. Rồi. Ngay chỗ cái dưới cái Cô Ninh gì đó, đúng không? Ừ, ừ. Rồi bữa nay gặp lại chị rồi ha. Khác xã. Dạ, khác xã. Xã Hòa Thịnh. Dạ. Xã Thịnh. Dạ. Chị là ở xã Hòa Tân. Tân Hòa. Dạ. Dạ. Rồi sáng giờ mỗi lần mà chị đi đó là chị bán bao nhiêu tờ giấy số, chị nhận bao nhiêu tờ? Nhận 300 mà sáng giờ bán mấy chục. Dạ. Yeah. Mấy chục. Mấy chục mà đi mấy tờ. Dạ. Yeah. Rồi có lấy làm thêm giờ này làm thêm được không? Đi nghỉ không? Nghỉ rồi hả? Quán người ta nghỉ rồi. Dạ. Yeah. Không chịu làm, đi đó. Dạ. Nó bảo hôm có làm mà đi nghỉ đi 3 bữa không? Dạ. Yeah. 4 bữa rồi. Thì ngày ví dụ ngày đi đi cố gắng làm chắc là khoảng 4-50 không, lời 4-50 không rồi đó không đi ngày kiếm được 100 ngày 100 có bữa 150. Dạ không đi làm thêm thì ráng lắm thì cũng được 100. Dạ hôm em gặp chị rồi ha, thì bữa nay là có duyên gặp lại rồi phường. Rồi cô cũng ở là cùng đại lý luôn hả? Phải không? Dạ. Nhà ở riêng. Dạ. Như cô đây cũng bán chung nhưng mà ở riêng. Dạ. Ở riêng. Dạ. Cùng một đại lý mà ở riêng. Mình ở đại lý đó là mình có đóng tiền không? Không đóng mình tiền gì hết. Cho mình ở lấy số bán. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Năm nay là 71 tuổi. Dạ, 71 tuổi rồi ha. Rồi mới ngày đầu chắc đi cũng mệt lắm hả cô? Dạ. 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 Cô đang ăn mì với sữa. Dạ. 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 Rồi sáng giờ đi mấy con đường rồi? Đi cùng đi giờ quên hết rồi hả? Chưa quen. Dạ, chưa quen đường. Chưa. Nói chung là chưa quen đường đó, quên hết rồi, đi quần quần rồi. Cũng quên hết rồi. Quần quên hết. Dạ. Vậy là mới vô là bán được mấy ngày cô? Mới vô chiều hôm qua. Ờ, chiều hôm qua hả? Thì ở quê thì cô làm cái gì? Ở quê ở nhà. Ở nhà làm ruộng. Làm ruộng. Ở quê là làm ruộng hả? Ruộng cũng bán hết rồi, nay già không có làm được nữa. Rồi bán dạ. Ruộng hết rồi. Dạ, bán ruộng hết rồi. Ủa sao không để là con cái nó làm? Con nó cũng đi làm hết chứ đâu. Dạ. Vì cô ở con. Quê là... Ba đứa con à, hai thằng trai với đứa con gái. Dạ. Ừ. Rồi mấy con làm ăn được không cô? Khổ. Khổ lắm hả? Rồi ăn được khổ em. Dạ. Khổ rồi con cháu đồ sao? Cũng làm ruộng luôn. Con cháu thì nó còn nhỏ nó học. Dạ. Con máu vô trường học mà giờ cũng ráng đi nữa làm có dạ. Người nó con để là. Cái đó cháu hả? Cháu. Cháu nọ nó dạ. Tâm niệm. Dạ. Cha nó cũng bỏ đi làm trong đâu trong Sài Gòn ạ. À. Dạ. Còn mẹ nó bỏ các chồng khác dạ. Nhà nuôi cháu dạ. Hai cháu gái. Vì cháu là dạ. Học đại học. Một con là ung thư buồng trứng mà các. Dạ. Dạ. Ừ. Là con học lớp tỷ. Dạ. Còn con này nó mới vô trường năm 2 cũng ráng làm cái cháu này. Dạ. Dây thêm tiền của. Dạ. Bây giờ cô quay mà phụ thêm ha. Chứ mình bán chỗ này thôi chứ sao mà phụ cho nổi. Đủ, chắc là dạ. Dạ, bữa nay cũng có mưa nữa mà, thời tiết này mưa. Dạ. 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 Hãy cố gắng lên. Dạ.
bán cũng khó khăn. Cô thì đi bán mỗi chừng qua ngồi đây ạ. Mua bánh mì với sữa ngồi đây. Rồi chị này thì đi cũng nhiều con đường mà cũng không bán được bao nhiêu. Cô ơi, con gửi cô 200 ha. Tiền này là tiền của cái chú không quân nè. Đây nè cô, có nhận giùm con ha. Đây đây đây, dạ. Cảm ơn. Dạ. Giờ Phương gửi luôn cái chị này. Không, con không mua cô ơi, cô cắt tiền ha. Hôm Phương gửi rồi nhưng mà có duyên thì gặp lại chị này, Phương gửi luôn. Rồi chị ơi, đây gửi cho chị 200 ha. Cũng giờ không biết nói sao, dạ. Cũng cảm ơn với Thường Quân tại vì bán khó khăn. Rồi nó cũng cảm ơn mạnh Thường Quân, cảm ơn Thường Quân. Rồi gì nha chị. Rồi giờ cũng không biết nói sao. Thôi em chào chị, con chào cô. Dạ. Giờ Phương sẽ đi xuống đoạn dưới này. Nếu mà Phương gặp cái cô Ninh đó, cô Ninh lượm dây chai, nếu mà cô còn ở ngay chỗ cái bọc gác đó thì Phương sẽ gửi cho cô một phần quà. Mà không biết thời tiết hôm nay trời lạnh, cô biết ở đó không đó. Trên này một cái kè đi bộ này, sóng đánh dồn cát lên đây luôn. Bên hồ trồng có mấy người câu cá đó, hôm nay là không thấy câu cá ha, sóng đánh rất là nhiều hả, không có người câu cá này. À, cô ok rồi. Cô thấy Phương rồi. Chào cô.
Cô này thì cô đi lượm ve chai thôi, cô không xin ai cả. Dạ con chào cô Ninh. Dạ. Xin chào lại. Rồi bữa giờ là sao rồi? Cũng đi bình thường à. Dạ. Ngày nào nghỉ hết. Dạ. Rồi bữa giờ ta tiền còn không? Còn lại 100 ăn hà tiện. Dạ. Có mưa gió quá không có đi được á. Dạ. Nó lạnh cúm luôn. Dạ. Rồi tối ngủ đâu cô? Chỗ nào đụng chỗ rồi nào. Rồi chưa ngủ đâu. Chưa mấy nằm bữa đây. Cô nói cô ngủ đâu đó. Chưa nằm đây một chút. Dạ. Ồ lạnh. Tối rồi đưa qua đường tận tắc. Dạ. Rồi tối về nó có ngủ ở đâu ta? Ồ hôm cô nói ở đâu đó? Ờ được con đường gần tắt á, vô cái đường hiểm á. À, cái chỗ cái nhà thờ gì đó đúng không? À, sau lưng nhà thờ đó. Mình dạ. đi đó rồi quật lên ở đây. Dạ. Sau rồi, lưng á. Rồi tối về là ở đó. Ừ. Rồi mấy hôm nay đó thì ngày kiếm được 50 không? Không, được nhiều lắm là 30 ngàn. Dạ. Đủ ăn. Dạ. Đủ ăn ngày có. Bữa con gặp cô là mấy ngày rồi hả cô Ninh hả? Là không biết nữa, quên mất rồi. Quên rồi. À. Con cũng quên mất tiêu rồi. À, 3-4 ngày liên tiếp không có xuống đây được. Xuống rồi bị lạnh quá rung. Dạ. Rồi đi về. Dạ. Bận áo mưa mà ba cái áo ấm nó cũng còn lạnh á. Dạ. Chịu không nổi. Dạ. Thôi đi cô có dầu đồ không? Có chai dầu. Có dầu rồi hả? Người ta cho chai dầu miên. Dạ. Mình đỡ mình tha tay tha chân cho đỡ dạ. ấm. Dạ. Vậy chứ mà người ta cũng cho đầy đủ hết á. Áo dạ. quần cũng cho luôn. Dạ. Mình đỡ qua như vậy thôi. Dạ. Đi vậy cả ngày tối. Trưa nằm đây một chút. Trưa nằm đây. Rồi đói bụng mà thì xách cái bao đi mua cơm. Dạ. Bữa mấy con kia nó vô nó tìm không thấy chứ dạ. mà đậu na cái bao vô. Dạ. Tìm là... tìm đem đồ cơm cho cô á. À. Mà không thấy. À. Nên nó đi mua cơm đâu, mới dạ. ra ăn xong rồi. Rồi bữa giờ có gặp cái em mà bắn bắp không? Không. Không bắp luôn. Á hả? Dạ. Có. Ngày hôm qua có. Có. Không biết bữa nay có không biết. Dạ. Chắc là bữa nay mưa quá trời cũng mưa. Bán không có được. Dạ. Bán nhờ Nga mà Nga không ăn thâu cho lấy gì có. Dạ. Rồi sáng nay cô lượm được nhiêu rồi? Này ít quá. Ít là nhiêu? Mấy cái à. Mấy cái là... Bán được... 10 ngàn là cùng. Đâu cô được cái gì đâu cô? Lon, chai. Dạ. Sáng nay đi không có. Dạ. Lon cái chai à. Đó. Ở đây cô có cần thêm áo lạnh không? Áo lạnh là dư. Dạ. Mình nấu cho không nhiều á. Dạ. Mà là áo quần nó không cho luôn. Dạ. Khỏi cần. Mình không hình luôn. Dạ. Đầy đủ. Dạ. Người ta cho người kia người ít rồi dồn lại để dành. Dạ. Đỡ bận mùa mưa, mùa dạ. gió. Dạ. Chứ còn đi làm là đủ ăn, đủ đồ vậy thôi. Dạ. Chứ còn không có dầu, có gì. Dạ. Nhiêu. Mà lạnh á, là ở nhà. Dạ. Nằm cầu réo. Dạ. Nấu rồi nấu mùi mua với mì tôm nấu ăn vậy thôi. Dạ. Hôm cái em mà bắn bắp đó, nói cô có đói bụng, cô cũng không đi xin. À, không có xin đồ không đi xin đó. nằm đói luôn nịnh đói thì nịnh đói có tiền đi dạ, không dám này. Đi xin mua xin là thấy nó kỳ lắm, có người nó cho có người nó không cho dạ nó ngại dạ không có dám xin dạ cái rồi có tiền dụ ai mà cho 20 á là mình đi mua cơm dạ một cơm 15 ngàn thôi không có ăn nhiều dạ đồ chiều quay là mình có nữa mà đi mua tiếp dạ. bán cái này đi mua ăn dạ chứ giờ bán được nhiêu rồi cũng cái này kiếm cơm là 10 ngàn nè. Dạ. Nhiêu đây là được 10 ngàn rồi. Dạ 10 ngàn. Nếu không lượm nữa thì là bán 10 ngàn lấy 10 ngàn để ăn được cái gì ăn ha cô ha. Mua gì ăn cũng được, cái ổ bánh mì không cũng được. Dạ. Ăn đủ ăn à. Dạ. Cỡ đỡ đói thôi chứ còn dạ. không có no gì được. Dạ. Lỡ mà ví dụ mà nhiều khi mà cô bệnh đường sao ta? Bệnh là trời cúng cô... nó không có bệnh. Dạ. Ví dụ đau đầu cái mình mua thuốc đau đầu uống. Dạ. Mình nhức mỏi cái là mình mua thuốc nhức mỏi dạ. chứ còn đau nặng là nằm chỗ thì chưa dạ. trời nó thương mình dạ. nó giúp mình hay đâu à dạ cỡ bây giờ dạ thì giờ này thì cô nghỉ rồi cô không đi lụm nữa hay đi lại? Chứ mà mấy người đi vừa mới lại ngầu đây dạ mua ly tà đá 2 ngàn lại để ngầu dạ. uống dạ uống đầu quan đẩu quá là mình đi xuống dưới kia dạ xuống dưới kia rồi cứ quật lên lại dạ ngầu nghỉ dạ
chứ nó mệt đó là ngồi nghỉ. Dạ. Chân nó mỏi á. Dạ. Già rồi bây giờ yếu, chân chẳng không mới bằng mấy hồi kia. Dạ. Mình đi cả ngày cả đêm, bây giờ đi đi đến đẩu là cái chân nó đau. Dạ. Như gì đó cô, như cô hôm cô nói cô bao nhiêu tuổi được, bao nhiêu tuổi cô? 68. 68. Rồi ví dụ như cô ở ngoài đường như thế này đó, lẽ mà đau bệnh đau đồ á, cô xin vô dưỡng chạy dưỡng lão. Dưỡng lão. Dạ. Xin vô đó ở. Dạ. Rồi chết rồi có nhà nước nữa làm. Rồi bây giờ mình xin đi được giờ không cô? Mình còn đi được. Dạ. Chưa có muốn thoải mái. Thoải mái hơn chút. Dạ. Chứ giờ vô đó kèm kẹp mà nó không có tự do đi. Dạ đúng rồi đúng rồi. À, hôm Phương có quay cái cụ ở Bến Tre ở đường Hà Thanh đó thì cụ cũng còn đi được, hỏi là cô vô trong trại dưỡng lão cô không có chịu, cô nói là còn đi được mới khổ gì đó. Chừng nào mà đi không được dạ đi vô đó được. Dạ mình xin dạ vô ở trong đó. Dạ chứ giờ còn đi được mạnh khỏe mà dạ. Mình đi vô đó là giống như mình dạ. Kìm kẹp. Ý con nói là như ví dụ như nó bất ngờ cái chuyện gì nó không hay xảy ra với mình rồi lúc đó là không giải mở dạ, số ai lo đó, cho cô ở chỗ đó là người ta thương lắm. Dạ nó cho hết á. Dạ có chuyện gì là bà con giúp đỡ. Bà con giúp đỡ. Dạ. Ví dụ mà bà ta chết là tôi không có bỏ thúi bà đâu sợ. Dạ. Có người ra nó thương á. Dạ. Vậy cho ăn á, có người nó cúng á, rồi nó dạ. Đem tới cho mình ăn nữa. Dạ. Ở đó thương cô thì đó. Không xin ai cả, xin. Cô bằng cái sức lao động cô lượm ve chai. Ve chai à. Dạ. Thì Phương cũng nghe hai ba người gần đây hôm Phương quay cô nè, là cũng nói như vậy đó. Dạ đâu có gì xin. Dạ. Có đói bụng hết tiền đói bụng quá cũng nằm đó luôn nằm cho đó tình nào quá mà ai cái ấy nó ăn trưa nó thì trưa cái lần nó cho em. Dạ nó không xin luôn. Dạ chứ còn không có đi ngầu mà xin đụng đai xin nấy. Dạ. Nó ngại lắm. Dạ giờ mình chưa có đủ cái giờ mình đi xin. Dạ con đó. Muốn còn sức lao động thì con làm cô làm còn kiếm được đồng nào thì được kiếm đồng nào đỡ đồng nấy. Dạ không ngửa tay đi xin ha. Không có xin. Dạ xin người ta thương nói gì người ta ghét nó chủ mình nữa luôn á. Dạ có người nó thương có người nó ghét cái nó dạ. Chủ nó thương vậy mà không đi làm ăn. Dạ đâu phải mình không muốn đi làm. Dạ mình muốn đi làm mà chừng nào khi mà bắt buộc quá không có được á. Dạ rồi mình mới xin mà xin không dám xin luôn. Dạ vì ở cái chỗ mình ở. Dạ rồi cái mấy người vậy chứ mà thấy vậy á. Dạ cũng cho ăn. Dạ cho uống chứ nó không có cho mình nhịn đói đâu mà sợ. Dạ cô sống là cô không có xin ai thành ra sống giềng thương ha. Không thương. Dạ ở sống đó nó thương lắm. Dạ nó nhờ nó cất không cho một chút ở nữa. Dạ bây giờ Phương sẽ lấy tiền của chú Không Quân tiếp. Phương sẽ gửi cho cô 200. Hôm là con gửi con 1 triệu, bữa nay còn có 100 mà hả? À, bữa gửi 500. 500 hay 1 triệu ta? 500. Con quên rồi, 500. 5 tờ vậy nè. Dạ. À vậy con quên, con xin lỗi cô. Không có gì con xin lỗi đâu. Dạ dạ. Tánh Phương cũng hay quên, nhiều khi cắm cái mic. Nhiều khi con cắm cái mic vô kéo con. Con nhiều khi con bắn đi luôn à. Dạ. Như hồi qua Phương có lên thôn Đại Điền đó, Diên Khánh đó. Đỡ cái mic vô cái áo của cô rồi quay xong bà đi rồi sực nhớ lại quay trở lại cô ơi. Dạ. Con gửi cô 200 ha. Dạ. Tiền của cái chú Không Quân này. Dạ, cảm ơn. Cô cần gì đó cô mua ăn ha cô ha. Mua ăn được đâu. Dạ đủ ăn qua ngày đấy không. Dạ cảm rồi ơn ăn có sức rồi đỡ đi lượm chi chai nữa nha cô. Đi lượm chứ đâu có ý là mình bỏ làm đâu. Dạ. Không có bao giờ bỏ làm. Dạ. Coi như là công việc chính của mình rồi đó. À, chính mình là cái này đầu á. Dạ. Rồi gì nha cô. Cảm ơn nha. Dạ. Cái clip. Dạ dạ dạ. Cái clip. Dạ cái mic. Đó là Phương quên. Không thôi đứng dậy là quên nữa. Này nè cái này Phương hay quên nè. Quên là mất dạ. Không lấy gì. Dạ mất công. Con phải đi tìm cô. Cái cầu đây là xuống đây có. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Cô không tiền hết tiền đó thì cũng không dám đi xin. Cứ nằm đó luôn. Bây giờ Phương sẽ đi một đoạn nữa.
tiền của chú Không Quân đó là tiền còn sửa cái chòi của chị Hương, Phương cũng còn, còn lại một số ít nữa thì Phương sẽ đi những con đường Phương gửi tiếp. Cái nhà của chị Hương đó thì Phương điện cho anh Sơn thì anh Sơn cũng đang làm. Hôm giờ thì mưa, hôm qua thì nắng, hôm nay là âm u. Hôm nay thì anh cũng đang thi công á, bà con cô bác chị. Tới đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.